Cho dù ngoài trời đang mưa rất lớn cùng với gió thổi mạnh thì người đàn ông này vẫn dũng cảm lái tàu ra biển để cứu hộ. Bỗng chúng ta nhìn thấy căn phòng bị đóng băng một cách kỳ lạ, không khí lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Nemo xuống giường tìm bố nhưng không thấy ông, ngay sau đó thì bị thu hút bởi tiếng cửa đập. Cô bé tiến ra bên ngoài nhìn thấy gió bão dữ dội. Một con sóng lớn ập đến đánh gãy cả ngọn hải đăng và cuốn theo Nemo xuống biển. Cô bé bị kéo vào lốc xoáy lớn đưa xuống tận đáy biển sâu. Tại đây cô nhìn thấy bố đang bơi về phía mình. Họ không kịp nắm tay nhau thì người bố đã bị một con quái vật màu khói với những xúc tua khổng lồ kéo đi mất, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Cô bé Nemo 11 tuổi sống cùng với bố tại một ngọn hải đăng cách biệt với xã hội. Người bạn cùng thức dậy mỗi sáng với cô là một chú heo nhồi bông tên Ột. Mỗi sáng bố Nemo sẽ lái tàu vào bờ để lấy thức ăn cho hai người rồi trở về nấu bữa sáng. Họ cùng ăn uống, cùng chơi piano và cùng canh giữ ngọn hải đăng này. Dù mới chỉ 11 tuổi nhưng Nemo theo bố học được nhiều kỹ năng về lái thuyền và trông coi hải đăng. Bố nói với cô bé rằng khi nào cô hiểu được ý nghĩa thực sự của hải đăng thì sẽ trao cho cô chìa khóa của nơi này. Tối đó Nemo quyết định sẽ ngủ một mình mà không mang theo Ột xem như là một nghi thức trưởng thành. Bố cô thấy vậy chỉ biết cười con gái, nhưng khi ông định rời đi thì Nemo lại xin bố kể chuyện cho mình. Ông kể mình và một người bạn là Lip đã từng có một khoảng thời gian sống ngoài vòng pháp luật để săn tìm kho báu mỗi đêm. Khi biết thông tin về loại ngọc trai ở biển ác mộng có tác dụng điều khiển giấc mơ theo ý mình thì Lip đã rủ ông tìm kiếm nó. Lúc đó ông đã không đồng ý nhưng Lip lại gõ hai lần, và theo luật giang hồ của hai người thì không thể từ chối được. Họ đã cùng nhau ra khơi rồi gặp phải một xoáy nước lớn kéo ông chìm mãi cho đến một cái hố. Đó là một nơi chết chóc có đầy xương trắng và một con quái vật màu khói to lớn với xúc tua dài quấn lấy ông. Kể đến đây thì một cuộc điện thoại gọi đến nhờ cứu hộ nên ông tạm biệt con gái và lên tàu ra biển. Ngủ một mình giữa đêm giông bão cũng không quá đáng sợ với Nemo, nhưng lần này cô bé đã mơ thấy ác mộng về con quái vật màu khói kia kéo bố ra xa mình. Lúc Nemo tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, nhưng chiếc thuyền cập bến kia lại không phải của bố mà là đồng nghiệp của ông đến báo tin buồn. Đêm mưa bão hôm qua bố Nemo đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, khiến Nemo bây giờ trở thành cô bé không nơi nương tựa. Vị đồng nghiệp kia dựa theo căn dặn của bố cô lúc còn sống gọi cho người chú là Philip để đón Nemo về chăm sóc. Philip và anh trai đã từ mặt nhiều năm nên có chút không muốn nhận đứa cháu gái này, nhưng cuối cùng vẫn phải đến đón cô bé về thành phố với mình. Về cơ bản anh không rời khỏi nhà nên căn phòng rất đầy đủ tiện nghi. Anh sở hữu một công ty bán tay nắm cửa và trong nhà có hẳn một bộ sưu tập tay nắm cửa hoành tráng. Nhưng cô bé Nemo không chút hứng thú với thứ đồ chơi này, vừa đến nơi đã muốn về phòng ngủ. Đang ngủ bỗng Ột cử động đánh thức Nemo khiến cô rất kinh ngạc, chưa kịp hiểu là chuyện gì thì một bất ngờ nữa ập đến. Chiếc giường bỗng mọc chân tông vỡ cửa kính nhảy xuống đường lớn. Chân của nó rất dài, có thể cho cô bé nhìn thấy khung cảnh xe cộ phía dưới. Đôi chân ấy cũng rất linh hoạt, có thể gập lại để chui qua cầu hay biến thành mái chèo bơi trong nước cùng những chú cá heo đưa cô bé trở về ngọn hải đăng. Thấy khung cảnh ngôi nhà vẫn bình thường như chưa hề có cơn giông bão nào, Nemo vui vẻ chạy vào nhà gọi bố, nhưng người cô thấy lại là một người đàn ông kỳ lạ có sừng trên đầu. Cả hai gặp nhau đều cảm thấy rất ngoài ý muốn, liền tìm chỗ nấp đi. Anh ta trốn trong tủ đồ nói vọng ra rằng mình chỉ là một thứ kỳ lạ trong giấc mơ mà thôi nên hãy cứ kệ đi. Nhưng Nemo không chịu như vậy mà tiến tới mở tủ đồ ra đối mặt với anh ta. Người đàn ông này chính là người đồng hành tên Lip của bố Nemo trong câu chuyện mà ông hay kể, và nơi này chính là trong giấc mơ của Nemo. Anh ta đến đây để tìm tấm bản đồ thuộc về cục của các hoạt động tiềm thức mà anh cùng bố Nemo trộm được. Đã tìm rất lâu nhưng không thấy tấm bản đồ đâu cả. Anh ta hỏi Nemo về nó nhưng cô bé không hề biết. Mới đầu Lip còn nghĩ Nemo nói dối nên dụ dỗ cô tham gia vào cuộc săn tìm kho báu với mình. Có như vậy cô mới có thể nhìn thấy người bố thân yêu mỗi tối trong giấc mơ, và muốn vậy phải có tấm bản đồ đó. Nhưng Nemo nào biết nó là gì nên anh ta tạm tin tưởng. Tiếp đó thì thẳng tay ném cô bé ra cửa sổ khiến Nemo hoảng sợ thức giấc. Ngay khi thức dậy, Nemo lập tức muốn tìm bản đồ nhưng Philip đúng lúc này lại bước vào. Cô bé hỏi anh có biết về giấc mơ kỳ diệu hay không thì anh đáp không biết, và lâu rồi bản thân cũng không hề nằm mơ. Tiếp đó anh nói với cô bé về chuyện đến trường học và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học. Nemo nói với anh rằng bố đã từng nói nhà trường như nhà tù, khiến anh ngay lập tức phản bác. Sau đó Nemo được cô giáo dẫn đến lớp học và người bạn đầu tiên của cô chính là cậu bé Jama. Cậu rất nhiệt tình giới thiệu cho cô về trường học lẫn đám bạn trong hội xác sống của mình, nhưng Nemo trông có vẻ không hứng thú cho lắm. Tối đó vì muốn thân thiết với Nemo mà Philip đã đề nghị chơi trò phá khóa với cháu gái. Sau khi biểu diễn qua một lượt, anh đề nghị cô thử nhưng Nemo tỏ ý không muốn. Tiếp đó anh thử gợi ý về những trò chơi khác như đá bóng nhưng cô bé chỉ muốn đi ngủ. Đang say giấc, Nemo lại nằm mơ thấy Ột cử động, nó lục lọi và lôi ra một khung hình trong đống đồ của mình. Ngay sau đó cô tỉnh dậy đến chỗ đống đồ ấy tìm kiếm và thấy được tấm bản đồ mà Lip nhắc đến. Cầm tấm bản đồ trong tay, Nemo quyết định sẽ đi tìm bố trong giấc mơ. Nói là làm ngay, vào sáng sớm hôm sau trước khi đến trường, Nemo chuẩn bị một ít đồ ăn,
đèn pin cùng một quyển sách nâng cao về tay nắm cửa lấy từ giá sách của Philip. Vì cho rằng nó nhàm chán giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, rồi tiện tay lấy một cuộn len màu đỏ trong dương đồ của Philip. Ngay khi đến trường, Nemo hỏi mượn Philip điện thoại với lý do xem lịch học, nhưng thực chất là để chọn xác nhận nghỉ học 2 tuần. Sau đó cô đi thẳng xuống tầng hầm của trường học rồi mặc áo khoác vào, nhóc treo ảnh chụp chung với bố rồi mắc võng để ngủ. Ngắm nhìn tấm hình khiến Nemo dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô bé thấy mình đang nằm trong ngôi nhà ở ngọn hải đăng và Lip đang lục tung mọi thứ để tìm bản đồ. Thấy anh thì cô bé lấy tấm bản đồ ra đề nghị phải dẫn mình đi cùng lấy ngọc trai ở biển ác mộng. Vì đó là một nơi nguy hiểm nên Lip sau khi cướp được tấm bản đồ liền lật lọng không muốn dẫn cô đi cùng. Nhưng Nemo lại gõ lên cửa 2 lần và theo luật giang hồ của mình anh chỉ còn cách đưa cô theo. Lip nhắc nhở Nemo khi ở trong giấc mơ của người khác thì tuyệt đối không được gây sự chú ý. Và cuộc hành trình khá nguy hiểm bởi vì chết trong giấc mơ của mình thì không sao, nhưng trong giấc mơ người khác thì không thể tỉnh dậy được. Tiếp đó anh xem trong ba lô của Nemo có gì rồi lấy cuộn len ra cắt một mẩu nhỏ quấn vào ngón út và đưa phần còn lại cho cô bé. Anh nói hãy đem theo nó vào giấc mộng, như thế anh sẽ tìm được cô. Dựa theo tấm bản đồ, Lip tìm được cánh cửa tiến vào giấc mơ của một quý cô đang tiệc tùng cùng những người hoa lá. Trước khi vào bữa tiệc, hai người bị người gác cửa chặn lại, nhưng sau vài câu bịp bợm anh đã thành công đưa Nemo vào trong. Khi người gác cổng phát giác ra mình bị lừa thì ngay lập tức gọi báo cho cảnh sát giấc mơ, người luôn truy đuổi Lip vì tội trộm cắp và phá hoại giấc mơ của người khác. Vượt qua đám người hoa lá đang nhảy múa, Lip nhanh chóng tìm được cánh cửa đi qua giấc mơ, nhưng anh không đi ngay mà bị thu hút bởi lời mời nhảy múa của chủ giấc mơ này. Thấy Lip không quan tâm đến nhiệm vụ, Nemo cố gọi để nhắc nhở anh nhưng không được hồi đáp. Đúng lúc này bà cảnh sát giấc mơ xuất hiện muốn bắt Lip, may chưa kịp ra tay thì con quái vật màu khói với những xúc tua lớn xông đến khiến bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Lip dẫn theo Nemo chạy trốn và thành công bước qua cánh cửa tiến vào giấc mơ khác. Thì ra con quái vật màu khói đó chính là cơn ác mộng của Nemo, và Lip nói nó sẽ luôn đi theo cho đến khi bắt được cô thì thôi. Vì không muốn gặp rắc rối nên anh định giật lấy tấm bản đồ để đi một mình, nhưng đúng lúc này Nemo biến mất do ở thế giới thực cô bị đánh thức. Người đánh thức Nemo là cậu bé Jama đang kiểm tra nấm của mình dưới tầng hầm thì vô tình phát hiện ra cô. Nemo xin cậu đừng nói ra bí mật này với người khác rồi cùng tan học với mọi người. Sau khi đón cô bé, Philip dẫn cháu đến xem chiếc thuyền mình mới mua vì nghĩ sẽ giúp cô vui lên. Nhưng hiệu quả đi ngược lại những gì anh mong muốn, Nemo nhớ chuyện cũ nên cảm thấy buồn hơn và nói hãy bán nó đi vì cô không còn thích thuyền nữa. Do ban ngày đã ngủ quá nhiều và quyển sách về tay nắm cửa này lại quá cuốn khiến cô bé không tài nào ngủ được liền tức giận ném quyển sách đi. Philip thấy tiếng động liền lo lắng và hỏi xem con bé có cần giúp gì không. Lần này Nemo không từ chối anh mà nói muốn được nghe kể chuyện, và câu chuyện về sự nghiệp bán tay nắm cửa của Philip đã thành công giúp Nemo say giấc. Khi tỉnh lại trong giấc mơ, Nemo đi theo cuộn len tìm được đến chỗ Lip. Thấy cô bé, anh ngay lập tức nhân lúc cô không chú ý liền lấy đi tấm bản đồ rồi bảo cô hãy trở lại, nhưng Nemo nhất quyết không chịu. Anh bảo ác mộng sẽ ngửi ra mùi sợ hãi từ cô mà tìm đến. Nemo bảo mình không sợ hãi và nhất quyết đòi đi cùng. Cuối cùng Lip chỉ còn cách dẫn theo cô nhóc. Trên đường đi, Nemo hỏi anh là ai trong thế giới thực thì anh đáp không biết do lâu rồi không tỉnh dậy. Anh nói từ khi bố cô có cô thì từ bỏ cuộc chơi, nhưng anh thì vẫn mỗi ngày dạo chơi qua các giấc mơ rồi nhận ra bản thân không cần phải thức dậy nữa. Vì tại đây anh có mọi thứ mà mình muốn, lâu ngày anh quên đi một số điều và quên luôn cả bản thân là ai. Cầm tấm bản đồ trên tay nhưng Lip không thể định vị được cánh cửa vì nó cứ di chuyển. Thì ra nó nằm trên một chiếc xe chở rác và ngay khi xác định được thì hai người nhảy lên chiếc xe. Đang tìm kiếm cánh cửa thì Lip thấy bà cảnh sát giấc mơ đuổi theo. Anh liền đẩy Nemo vào trong rồi vào theo nhưng lại bị bà ta bắn sợi dây đến cột vào chân. Lip cố giữ lấy chiếc xe để không bị kéo đi, điều đó vô tình làm cần gạt kéo xuống khiến Nemo gặp nguy hiểm. Trong tình thế cấp bách, Lip cố gắng cắt đứt sợi dây làm cho bà cảnh sát tông thẳng vô một tòa nhà. Anh dùng hết sức mình mở cánh cửa đang khép lại giải thành công cứu được Nemo. Sau khi thoát khỏi thùng đựng rác của xe, hai người lại gặp một trận nguy hiểm nữa do tài xế xe bất chấp mọi vật cản trên đường mà tông thẳng. Sau một hồi né tránh vật cản, Nemo thành công mở được cửa khoang lái và cả hai tiến vào bên trong. Hóa ra là một cậu nhóc báo đời với hình xăm ngầu lòi đang ước làm dây sinh boy. Tìm thấy được cánh cửa rồi nhưng nó lại bị khóa mất. Trong lúc tìm chìa khóa thì bà cảnh sát giấc mơ đã khôi phục trở lại rồi đuổi theo họ. Bà giơ súng bắn trúng bánh xe khiến nó đóng băng làm cho chiếc xe bị trượt thẳng xuống nước. Cậu bé do hoảng sợ thức giấc và biến mất khỏi giấc mơ để lại Nemo cùng Lip kẹt trong chiếc xe đang chìm dần xuống. Nước tràn vào ngập đầu hai người nhưng chìa khóa vẫn chưa tìm được khiến Nemo lo sợ thu hút con quái vật màu khói đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nemo đã rút chìa khóa xe và thành công mở được cánh cửa tiến vào một giấc mơ khác. Nemo cùng Lip bước ra từ bồn đựng nước của một cái toilet khiến cho người đàn ông đang định giải quyết hoảng sợ bỏ chạy. Hai người chưa kịp vui mừng xong thì bà cảnh sát giấc mơ đuổi đến bắn một phát trúng hai người khiến họ đứng yên.
Sau đó bà tiến đến gỡ sợi dây đỏ quấn quanh ngón út của Lip, trói anh lại rồi đến xoay vòi nước gần đó làm không gian biến đổi dẫn đến nhà giam. Tại đây Lip nói với Nemo rằng bản thân muốn tìm ngọc trai để có thể nhớ được mình là ai và tỉnh lại. Bà cảnh sát tới dẫn Nemo đi rồi nói với cô rằng một là sẽ bị nhốt lại mãi như Lip, hai là bà sẽ thả cô đi nếu cô học được một bài học. Thế là cô bé chọn tỉnh lại hòng tìm cách cứu Lip ra sau. Nemo ôm theo ột ra ngoài thấy chú Philip đang ngồi trên sofa đọc sách do không ngủ được. Hai chú cháu cùng nhau xem những kỷ niệm của bố Nemo cùng anh. Anh nói mình và bố cô từng chỉ có nhau sau khi mẹ mất, họ đã rất vui vẻ cùng nhau khám phá những giấc mơ, còn dùng sợi chỉ đỏ để tìm thấy người kia. Khoảng thời gian đó kết thúc khi anh trai gặp mẹ cô và bước tiếp để lại anh cô đơn một mình. Nemo phát hiện ra chú Philip mặc đồ giống như Lip trong giấc mơ liền hỏi thì được đáp rằng Lip đã biến mất kể từ khi bố cô rời bỏ anh để bước tiếp rồi. Mới 5 giờ sáng nhưng con bé đã đòi chuẩn bị đi học, còn hỏi mượn luôn cả dụng cụ phá khóa, thứ mà trước đó Nemo tỏ ra không hề hứng thú. Cô bé nói thực ra bố vẫn luôn nhớ đến chú, bằng chứng là hàng đêm vẫn kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc hành trình của hai người trong những giấc mơ. Ngay khi đến trường học, Nemo vội vã xuống tầng hầm mặc áo rồi tiến vào giấc mộng. Trải qua bao nhiêu giấc mơ cuối cùng cũng tới được chỗ Lip đang bị nhốt. Ngay khi gặp anh thì Nemo trao lại sợi dây đỏ rồi phá khóa mở cửa buồng giam. Cô bé giả dạng làm thanh tra bộ áp giải anh về hỏi cung, thành công qua mặt những người ở đây. Tưởng đã thoát được rồi nhưng không, họ gặp ngay bà cảnh sát tại thang máy. Khi bà ấy định lấy súng ra thì Lip thách thức bà đánh tay đôi cùng mình và kết cục là anh bị một trận tơi bời. Thật ra thì đó chỉ là đánh lạc hướng để Nemo lấy cắp khẩu súng bắn làm bà cảnh sát đứng yên. Lip vui vẻ di chuyển bà ấy ra khỏi thang máy. Anh cùng Nemo tiến vào thang máy đến với giấc mơ cuối cùng của chuyến hành trình, đó cũng chính là biển ác mộng. Trong thang máy, Nemo buồn bã nói với Lip rằng không có ngọc trai, nhưng anh lại khẳng định bà cảnh sát đã nói dối vì bố cô thực sự đã nhìn thấy nó. Đúng lúc này tác dụng của súng kết thúc, bà cảnh sát ngay lập tức ấn chuông cảnh báo nhưng đã muộn, thang máy đã đưa Nemo và Lip đến cánh cửa giấc mơ băng tuyết. Ngay khi họ tiến vào giấc mơ này thì bà cảnh sát cũng đuổi đến. Để thoát khỏi bà ấy, Nemo kéo Lip nhảy xuống vực sâu với hy vọng cưỡi được ngỗng bay như chủ nhân giấc mơ này đang làm và họ đã thành công. Nhờ chú ngỗng này hai người đến được cánh cửa dẫn vào biển ác mộng và lúc này họ có chút sợ hãi vì nhìn vào bên trong chỉ có một bóng đêm bao trùm. Thứ chào đón hai người sau cánh cửa là bờ biển đầy gió bão muốn nuốt chửng kẻ xâm nhập. Đứng trước biển cả dữ dội, Nemo nói với Lip rằng ngoài đời thực anh chính là chú ruột của mình, rồi tóm tắt lại tất cả sự việc. Nghe vậy Lip bắt đầu nhớ lại, anh không thể nào chấp nhận được điều đó, anh không thể nào là người nhạt nhẽo như thế được. Lip bỏ cuộc không muốn tìm ngọc trai nữa, mặc cho Nemo thuyết phục rằng khi có ngọc trai thì ban ngày họ sẽ làm việc còn buổi tối sẽ vui chơi trong giấc mơ. Không thuyết phục được chú mình, Nemo nói đã gõ hai lần để yêu cầu nhưng anh lại nói bản thân cũng đã gõ hai lần vào cái ngày bố cô bỏ đi. Hết cách, cô bé nói sẽ một mình tìm ngọc trai nhưng đó là một việc hết sức nguy hiểm. Lip tháo sợi chỉ đỏ buộc quanh ngón út vứt đi và khuyên cô nên tỉnh lại. Đúng lúc này trong thế giới thực, Nemo bị đánh thức bởi giáo viên. Yama đã chim lợn về việc cô bé cúp học và một cuộc gặp mặt phụ huynh là điều không thể tránh khỏi. Cô giáo yêu cầu Nemo giải thích lý do trốn học ở dưới tầng hầm nhưng cô bé không nói. Họ đòi đưa cô bé cho trại phúc lợi và tìm cha mẹ nuôi mới. Philip vô tình bảo ít ra họ còn biết chăm sóc nó, điều đó cũng làm con bé đau khổ. Nemo bảo chú đã có ý từ bỏ mình thì hãy thực sự bỏ đi. Philip tự trách bản thân đã cố thử làm bố nhưng không thể. Tiếp đó cô bé bảo chú cũng ích kỷ như chú trong mơ mà thôi, khiến anh không hiểu rốt cuộc cô đang so sánh với ai. Nemo còn đặt cho Philip câu hỏi tại sao lại ở một mình, tại sao chú hiểu rõ bản thân cũng đang kẹt trong cảm xúc nhưng vẫn cố chấp nói vì mình thích ở một mình. Tối đó Nemo với tâm trạng buồn bã ngắm nhìn bức hình ngọn hải đăng và quyết định tự tìm về nhà. Cô bé bất chấp mưa gió lái con thuyền mà Philip mua trước đó vì muốn dỗ cháu vui. Sóng biển dữ dội cùng gió lớn làm ột bị cuốn trôi, thấy thế Nemo vội đưa tay muốn giữ lại nhưng lại bị cột thuyền đánh trúng rồi bị ngất đi. Trong lúc bất tỉnh, Nemo tiến vào giấc mơ thấy mình đang chìm xuống đáy biển ác mộng và tìm thấy những viên ngọc trai. Do viên ngọc ở dưới sâu nên cô bé không với tới được, nhóc bèn cột dây vào người ột để nó lấy giúp mình. Ngay khi cầm được ngọc trai trên tay thì con quái vật màu khói xuất hiện, nhưng may mắn Lip đã đến kịp kéo cô lên máy bay bỏ chạy. Con quái vật vẫn đuổi theo đằng sau, nó cùng hai người xuyên qua các giấc mơ. Khi đến giấc mơ bữa tiệc thì những người này bị dọa sợ giật mình tỉnh giấc, chỉ còn lại Lip cùng Nemo đối mặt với nó. Nemo nói mình phải trở về giấc mơ ngọn hải đăng của bản thân vì chỉ có ở nơi đó cô mới được an toàn. Nhưng đúng lúc này cô lại cảm thấy không khỏe vì ở thế giới thực cô đang nguy kịch trên biển. Lip tiến đến muốn bế cô bé trở về ngọn hải đăng, thật không may là viên ngọc trai bị rơi mất và Lip phải quay lại nhặt nó. Ngay khi anh nhặt được thì con quái vật đã đuổi đến, nó dùng xúc tua của mình quấn quanh người của Lip. Anh cũng đã kịp ném viên ngọc cho Nemo và mong cô bé có thể gặp bố mình. Cầm viên ngọc trên tay, cô bé quyết định từ bỏ ý muốn gặp bố mà để cứu Lip. Cô đã ước anh có thể tỉnh lại và thật sự thành công.
Lip thức dậy hòa cùng Philip trở thành một thể hoàn chỉnh khi anh đang ở trên chiếc thuyền cứu hộ tìm kiếm Nemo. Ngay khi thức tỉnh, anh vội vàng tiến ra phía mũi thuyền bất chấp người khác khuyên ngăn mà nhảy xuống nước cứu Nemo đã dần chìm xuống đáy biển. Tuy người đã cứu được lên bờ nhưng cô bé đã bất tỉnh, đội cứu hộ đang ra sức cứu cô bé khỏi lưỡi hái tử thần. Trong thế giới mộng mơ, lúc này chỉ còn một mình Nemo đối mặt với con quái vật, kỳ lạ thay khi nó xông về phía cô thì biến mất tăm. Nemo trở về giấc mơ ngọn hải đăng của mình an toàn nhưng ngọc trai thì đã vỡ nát. Tại đây cô bé gặp lại bà cảnh sát giấc mơ, bà ta bảo hãy bóp ô giúp mình và chú heo nhồi bông này đã phun ra một viên ngọc trai khác. Có viên ngọc trong tay, Nemo vui sướng ước được gặp lại bố, ngay sau đó cô bé thấy bố mình đứng trước cửa nhà. Nemo hạnh phúc ôm chầm lấy bố rồi hai bố con vào nhà kể cho nhau những chuyện đã gặp phải. Cô bé chỉ muốn có thể mãi được bên bố thế này nhưng bố cô bảo nếu không trải qua cuộc sống đời thực thì thật đáng tiếc. Ông còn nói hãy để ý em trai giúp mình vì trong bên ngoài chú ấy bình thường chứ thật ra thì không ổn chút nào. Nghe lời bố, Nemo tỉnh dậy sau giấc mơ dài khiến tất cả mọi người đều rất vui mừng. Cuối cùng thì cả Nemo và Philip đều hòa nhập được với cuộc sống đời thực. Có những nỗi đau khiến con người ta tự thu mình vào trong giấc mộng mà không muốn tỉnh lại. Tuy nhiên trong cuộc sống luôn tồn tại nguồn ánh sáng như ngọn hải đăng dẫn lối để chúng ta vượt qua đau đớn mà bước tiếp. Nguồn sáng ấy có thể là những ký ức vui vẻ hoặc là tình người ấm áp động viên chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với nỗi đau để tiếp tục bước đi. Mong rằng bạn sẽ luôn tìm thấy ánh sáng dẫn lối trong cuộc hành trình của bản thân.